Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022. Điểm mới của năm nay là VCCI chỉ điểm danh 30 địa phương có điểm số PCI cao nhất. Theo kết quả bảng xác hạng, Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu với 72,95 điểm trên thăng điểm 100. Năm thứ sáu liên tiếp, tỉnh này giành vị trí dẫn đầu về chất lượng điều hành kinh tế với nhiều sáng kiến thu hút đầu tư và cải cách hành chính. Xếp ở vị trí thứ hai là tỉnh Bắc Giang với chỉ số 72,80 điểm cải thiện 29 bậc và 8,06 điểm so với bảng xếp hạng của PCI năm 2021. Kết quả khảo sát PCI 2022 của Bắc Giang cho thấy có tới 92% doanh nghiệp trong tỉnh cho biết các cơ quan trợ giúp pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp với 70,76 điểm, thành phố Hải Phòng đứng ở vị trí thứ 3. 92% doanh nghiệp cho biết các khó khăn vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua các cuộc đối thoại tiếp xúc doanh nghiệp tại tỉnh. Đáng chú ý, Hà Nội rớt khỏi top 10 PCI 2022, tụt 10 bậc so với năm ngoái đứng ở vị trí 20 trong bảng xếp hạng PCI 2022, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng thứ 27, tụt 13 bậc so với bảng xếp hạng PCI năm 2021.